Xin chào các bạn, đây là chuyên mục kỹ thuật của CNT Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở port trên Firewall FortiGate hay còn gọi là NAT port hoặc port forwarding bằng tính năng Virtual IP. Trong mô hình chúng ta sử dụng chính IP đấu nối để NAT, trong nhập sử dụng IP không phải IP đấu nối thì chúng ta sẽ sử dụng IP push. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một video khác. Trong mô hình này, mình sử dụng server có địa chỉ IP local là 10.0.0.10, IP WAN là 100.0.0.10. Với ba dịch vụ cần mở port là HTTP port 80, Camera port 8080 và SSH port 22 cùng trên server này. Khi người dùng từ ngoài Internet truy cập vào dịch vụ thì sẽ truy cập bằng địa chỉ này. Các bạn có thể làm tương tự để mở port cho các dịch vụ khác. Trước khi NAT dịch vụ thì các bạn cần đảm bảo cho mạng nội bộ đã truy cập được vào dịch vụ. Ở đây mình có dựng một web server và chạy port 80 để test. Và sử dụng size default của IIS trên Windows Server 2008. Mình sẽ truy cập qua IP của server là 10.0.0.10 và port 80 để test. Như vậy là dịch vụ web của mình trong local đã ok. Mình sẽ test trước trên máy Win 7. Khi chưa NAT thì chúng ta không thể truy cập vào dịch vụ. Giờ mình sẽ going trên firewall để NAT các dịch vụ này ra IP WAN là 100.0.0.10. Để cấu hình NAT trên firewall FortiGate, chúng ta sẽ có hai bước. Bước 1, tạo virtual IP để map port giữa IP nội bộ và IP WAN. Bước 2, tạo policy để gắn các chính sách cho dịch vụ. Đầu tiên, mình sẽ tạo virtual IP. Các bạn truy cập vào policy and object virtual IP, chọn create new để tạo 3 virtual IP có 3 dịch vụ. Ở đây mình sẽ tạo cho dịch vụ HTTP port 80. Ở mục tên, các bạn đặt tên của virtual IP nên là sao cho dễ hiểu. Ở đây mình sẽ đặt là NAT 10.0.0.10 HTTP 80. Mục comment, ghi chú lại chúng ta sử dụng virtual IP này để làm gì. Mục interface, chọn cổng sẽ sử dụng để NAT port. Cổng này là cổng đấu nối dạy Internet. Trong mô hình của mình là cổng WAN. External IP address nhập địa chỉ IP WAN. NAT IP address range nhập địa chỉ IP nội bộ cần NAT ra ngoài là của 10.0.0.10. Tick enable port forwarding protocol. Chọn giao thức tương ứng với port. Port 80 là port TCP nên mình sẽ chọn TCP. External service port, port mà người dùng bên ngoài sử dụng để truy cập vào dịch vụ. Port này có thể giống hoặc khác port nội bộ. NAT to port là port để sử dụng trong local. Các bạn chọn OK để tạo. Tiếp theo là tạo virtual IP cho camera port 8080 và SSH port 822. Các bạn làm tương tự. Sau khi tạo xong 3 virtual, mình sẽ tạo một group để nhóm các dịch vụ này lại vì mình sẽ để chung một policy cho cả 3 dịch vụ. Nếu các bạn có các chính sách khác nhau cho từng dịch vụ, thì các bạn nên tách ra thành các policy khác nhau để chúng ta có thể giới hạn được các truy cập cho từng dịch vụ. Các bạn chọn Create New, chọn Virtual IP Group, đặt tên cho group và chọn 3 virtual IP vừa tạo trong phần member.
Vậy là mình đã cố gắng xong bước 1. Giờ mình sẽ mở policy cho phép bên ngoài truy cập vào dịch vụ. Truy cập policy and object. Chọn firewall policy. Trong các phiên bản OS thấp hơn, mục này sẽ có tên là IPv4 policy. Chọn grid new và thiết lập các thông số. Ở phần tên, nhập tên của policy. Mục Incoming Interface, người dùng từ bên ngoài Internet truy cập vào nên cổng này sẽ là cổng WAN. Phần Outgoing Interface, chọn cổng đầu nối xuống server, camera có IP nội bộ cần NAT. Ở phần Sort, chọn All. Phần Destination, chọn Virtual IP Group vừa tạo. Nếu các bạn không tạo group, có thể chọn từng dịch vụ. Schedule là thời gian policy có hiệu lực. Chọn Always để policy luôn có hiệu lực. Service, chọn các dịch vụ cần NAT, có thể chọn All hoặc chọn dịch vụ tương ứng chúng ta đang NAT. FortiGate có tạo sẵn các dịch vụ phổ biến. Ở đây mình chỉ cho phép 3 dịch vụ HTTP, dịch vụ Camera 8080 và SSH. HTTP và SSH thì đã có sẵn trên firewall, còn 8080 thì chưa có nên mình sẽ tạo thêm. Các bạn có thể vào phần Policy and Object, chọn Service để tạo hoặc có thể tạo luôn trong Policy cũng được. Mình sẽ tạo luôn trong Policy này. Chọn Create Service. Đặt tên Camera 8080. Chọn Port TCP 8080. Phần address các bạn để 0.0.0.0 thì sau này các bạn có thể sử dụng lại port này cho các IP khác. Nếu chỉ định rõ IP thì sẽ chỉ sử dụng được cho đúng IP đó. Mình sẽ để mặc định. Phần access cho access. Ở mục NAT trong policy này các bạn bật hoặc tắt NAT thì sẽ đều được. Tắt NAT đi để máy chủ thấy được IP nguồn. Ví dụ như trong log của IIS trên WinServer. Nếu bật NAT và chọn default là Outgoing Interface Address thì địa chỉ trong log của IIS sẽ lưu IP nguồn là IP của cổng LAN trên FortiGate. IP đích là IP của web server. Nếu tắt NAT thì IP nguồn của IP là IP client truy cập. Có thể là IP WAN hoặc IP LAN của client tùy từng trường hợp client có sử dụng NAT tại đầu mạng kia hay không. IP đích là IP của server. Vậy là mình đã cấu hình mở port trên FortiGate xong. Giờ mình sẽ sang máy Win7 để test.